Bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị. Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, hàng thủ đá như mơ ngủ. Thầy Park Hang-seo phải sửa sai ở trận lượt về với mòng lội ngược dòng trước Thái Lan. Tuyển Việt Nam đã hòa Thái Lan 2-2 trong ngày hàng thủ chơi rất tệ, chỉ may mắn mới thoát thua với siêu phẩm của Văn Thanh ở phút 88. Trước trận lượt đi, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố phải đòi nợ Thái Lan và giành chức vô địch AFF Cup 2022. Thầy Park muốn có một cuộc chia tay đẹp nhất và ý nghĩa nhất với bóng đá Việt Nam. Sân Mỹ Đình trở thành chảo lửa đích thực với 4 vạn khán giả cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đấu Thái Lan. Thầy Park chỉ thay đổi một vị trí so với trận bán kết trước Indonesia là Duy Mạnh thay Thành Trung. Ngược lại, chân sút chủ lực đăng đa của Thái Lan cũng dự bị do chấn thương và ông Bo King có thêm hai sự thay đổi ở hai cánh. Bước vào trận đấu, Việt Nam và Thái Lan đều chơi với tâm lý đề cao sự chắc chắn. Tuyển Việt Nam có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi hậu vệ của Thái Lan vô tình phá bóng như đường truyền cho Tuấn Hải. Tiếc rằng chân sút số 18 không đủ bản lĩnh để ghi bàn, Thái Lan đáp trả với cú dứt điểm của Karaisorn nhưng không thắng được thủ thành Đặng Văn Lâm. Có thể nói trong một thế trận không có nhiều điểm nhấn, Tiến Linh đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 24. Ngọc Hải có đường tạt như đặt để Tiến Linh đánh đầu tung lưới Thái Lan. Pha lập công vào lưới Thái Lan giúp Tiến Linh đuổi kịp Đăng Đa trong cuộc đua vua phá lưới của giải đấu. 7 phút sau, Tiến Linh tiếp tục xé lưới Thái Lan nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Tiến Linh bị trọng tài xác định là đã phạm lỗi với thủ thành của Thái Lan. Trong 10 phút cuối của hiệp 1, tuyển Việt Nam để cho Thái Lan kiểm soát trận đấu. Thiraton sút dội xà ngang tuyển Việt Nam ở phút 43. Trước đó, Biradon sút xa khiến cho Văn Lâm phải trổ hết tài cứu thua. Và ngay đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam đã đánh mất lợi thế dẫn bàn khi Thái Lan có bàn gỡ hòa 1-1. Thiraton phất một đường truyền dài đẳng cấp và Biramat đã phá bẫy biệt vị, sau đó loại Quế Ngọc Hải để sút tung lưới thủ thành Đặng Văn Lâm. Có thể nói bàn thua này là tình huống đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Hàng thủ đã không có sự tập trung và Thái Lan trừng phạt với một pha bóng đơn giản. Bàn thắng của Biramat khiến cho Việt Nam phải đẩy lên tấn công. Bài luật bàn thắng sân khách đang giúp Thái Lan tạo ra lợi thế trước thầy Park Hang-seo ở trận lượt về. Ngay lập tức, huấn luyện viên Park Hang-seo điều chỉnh bằng cách đưa Văn Đức Việt Anh vào thay Tuấn Hải Duy Mạnh. Nhưng sự thay đổi này khiến cho Việt Nam lại nhận bàn thua thứ hai khi Việt Anh di chuyển chậm để cho Sarac Jozen phá bẫy biệt vị và sút tung lưới Văn Lâm lần thứ hai ngay tại thánh địa Mỹ Đình. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 20 phút của hiệp 2, Việt Nam đã tự làm khó mình với hai lần mắc lỗi phòng ngự với Thái Lan. Và Thái Lan đã ngay lập tức trừng phạt với hai bàn để dẫn ngược tại Mỹ Đình. Đội trưởng Thiraton là ngôi sao của trận đấu với hai pha kiến tạo thành bàn đẳng cấp. Trong thế trận khó khăn một lần nữa, thầy Park Hang-seo lại đưa Văn Quyết, Thanh Bình và Văn Thanh vào sân. Hậu vệ trưởng thành từ Học viện Hoàng Gia Lai đã có siêu phẩm xuất xa, giúp thầy Park Hang-seo gỡ lại danh dự ở sân Mỹ Đình. Với kết quả hòa 2-2, Việt Nam gặp khó khăn rất nhiều ở trận lượt về trước Thái Lan. Nhưng trước tiên thầy Park Hang-seo cần phải cải thiện hàng thủ trước khi nghĩ đến cuộc đánh bại Thái Lan ở sân khách. Có thể nói tuyển Việt Nam vẫn cóng chân trước Thái Lan ở sân Mỹ Đình. Trận hòa của Việt Nam là nỗi thất vọng lớn với hiệp 2 chơi cực tệ. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm để cho Thái Lan ghi hai bàn liên tục. Dù Tiến Linh có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1, Văn Thanh níu lại cơ hội vô địch cho Việt Nam với bàn gỡ 2-2 ở phút 88. Ở phút bù giờ cuối cùng, Thái Lan suýt ghi bàn thắng sau sai lầm của Đỗ Hồng Dũng. Như vậy Việt Nam vẫn không thể thắng Thái Lan ở sân Mỹ Đình. Đây là cái rớp khó tin, nhưng sự thật tiếp tục diễn ra ở giải năm nay. Tuyển Việt Nam vẫn cho thấy độ cóng chân nhất định khi đá với đại kình địch Thái Lan. Trận chung kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 1 tại sân Thammasat của Thái Lan. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Ở trận này, Việt Nam cần phải thắng Thái Lan với mọi tỷ số hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên. Trường hợp hòa 2-2 như trận lượt đi thì hai đội phải đá hiệp phụ. Có thể nói tuyển Thái Lan đã đánh rơi chiến thắng ở phút 88 sau khi tiền vệ vào sân thay người là Văn Thanh tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan bà Madamang không tin vào mắt mình sau bàn thắng của Văn Thanh. Cảm xúc của nữ tỷ phú Thái Lan đảo chiều trong khoảnh khắc trước cơ hội giành chiến thắng 2-1 trước Việt Nam ở sân Mỹ Đình. Cú sút khoảng gần 30m của Văn Thanh đã xuyên qua rừng chân và găm thẳng vào góc lưới. Các cầu thủ áo đỏ ăn mừng mãnh liệt khi gỡ hòa 2-2. Trong cabin của đội tuyển Thái Lan, trưởng đoàn Madamang chết lặng vì khoảnh khắc xuất thần của cầu thủ Việt Nam. Như vậy Việt Nam cần tỷ số nào trên sân Thammasat của Thái Lan để vô địch giải đấu? Bàn thắng quý giá của Văn Thanh ở cuối trận giúp cho thầy trò Park Hang-seo giảm bớt bất lợi ở trận lượt về trước Thái Lan ngày 16 tháng 1. Theo đó, với việc bàn thắng sân khách được áp dụng, Thái Lan với hai bàn ghi được ở Mỹ Đình, họ chỉ cần một trận hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 là đủ để vô địch. Trong khi đội tuyển Việt Nam buộc phải hướng đến chiến thắng hoặc tỷ số hòa nhiều hơn 2-2, tức là 3-3 hoặc 4-4 trở lên.
Trường hợp trận chung kết lượt về giữa hai đội hòa nhau 2-2 như trận lượt đi, khi đó tỷ số và bàn thắng sân khách của Việt Nam và Thái Lan bằng nhau, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ. Nếu hiệp phụ tiếp tục hòa nhau, hai bên sẽ bước vào luân lưu để chọn ra chủ nhân chiếc cúp vàng. Có thể nói với trận hòa này, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận lượt về trên sân Thái Lan, bởi quy luật bàn thắng sân khách được áp dụng thì rõ ràng Thái Lan có hai bàn thắng sân khách sẽ giúp họ có nhiều lợi thế hơn thầy Park Hang-seo ở trận lượt về. Vậy kịch bản nào sẽ đưa Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á? Đầu tiên đó là việc họ phải vượt qua người Thái trong trận chung kết lượt về. Chỉ cần thắng voi chiến dù là cách biệt một bàn hoặc bao nhiêu đi nữa thì nó cũng sẽ giúp cho cầu thủ của chúng ta giành chức vô địch. Nếu không làm được điều này thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải hướng đến một trận hòa có rất nhiều bàn thắng. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ hòa với tỷ số 3-3 hay 4-4. Khi đó chúng ta sẽ hơn đối thủ với số bàn thắng ghi được ở sân khách và sẽ giành chức vô địch. Nếu không thể ghi 3 bàn thắng trở lên thì đội tuyển Việt Nam phải tái lập tỷ số hòa như trận lượt đi là 2-2 trên đất Thái Lan. Khi đó chúng ta sẽ vô địch nếu thắng đối phương ở hiệp phụ hoặc trên chấm 11m. Nhìn chung chặng đường vô địch của Việt Nam sẽ rất gian nan sau trận hòa 2-2 ở Mỹ Đình vừa qua. Và hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được sự tự tin cùng sự tỉnh táo để tạo ra màn ngược dòng trong trận tái đấu quay chiến sắp tới. Phát biểu ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Bo Kinh cho biết trận hòa Việt Nam trên sân khách là kết quả hoàn hảo với Thái Lan. Chúng tôi đến đây đặt mục tiêu có bàn thắng và hôm nay toàn đội có 2 bàn trên sân Mỹ Đình. Tôi có chút tiếc nuối khi đội để thua phút cuối, nhưng không sao, toàn đội sẽ nỗ lực nhiều hơn trong trận lượt về. Dù đội tuyển Thái Lan có lợi thế trước trận lượt về, người hâm mộ xứ Chùa Vàng vẫn tỏ ra tiếc nuối khi không thể có chiến thắng ngay sân Mỹ Đình. Bên cạnh đó, cổ động viên Thái Lan cũng dành lời khen ngợi cho thầy trò huấn luyện viên Bo Kinh. Trên trang chính thức của đội tuyển, một cổ động viên chia sẻ, Thái Lan ngày hôm nay đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước Việt Nam. Một cổ động viên khác ủng hộ, Thái Lan đến với giải đấu này là đội hình B, thế nhưng chúng ta vẫn cho thấy đẳng cấp cao hơn hẳn phần còn lại của Đông Nam Á. Còn đối với đội tuyển Việt Nam, chỉ còn nhiệm vụ phải thắng ngay ở sân khách nếu muốn đòi lại chức vô địch. Cùng với đó, báo chí Thái Lan cũng tiếc nuối vì không thắng Việt Nam ở Mỹ Đình để mở hội tại Thammasat ngày 16 tháng 1. Tờ Sunbot có bài viết với tiêu đề Sức nóng ngay từ đầu trận, có quá nhiều bước ngoặt trong chuyến hành quân tới Việt Nam. Tờ Em Sport cũng có những quan điểm với bài viết Voi chiến suýt ngược dòng thành công với trận hòa 2-2 trước những chiến binh sao vàng. Tác giả bài viết đánh giá hai bàn thắng ở sân khách là lợi thế cực lớn cho Thái Lan trong trận lượt về. Truyền thông khu vực Đông Nam Á thì cho rằng Thái Lan cho thấy vì sao họ là nhà đương kim vô địch. Tờ báo của Malaysia viết về trận hòa của Việt Nam và Thái Lan ở chung kết. Thái Lan đã cho cổ động viên Đông Nam Á thấy vì sao họ từng 6 lần vô địch giải đấu và cũng là nhà đương kim vô địch. Theo tờ báo này, các học trò của Park Hang-seo đã phải thi đấu cật lực cho đến cuối trận để có trận hòa 2-2 và níu giữ hy vọng giành ngôi vương. Trong khi đó, tờ CNN của Indonesia giật tít 4 bàn thắng kịch tính Thái Lan hòa 2-2 trước Việt Nam. Tờ báo xứ vạn đảo khen ngợi pha lập công của Tiến Linh rất đẹp mắt khi anh di chuyển đúng thời điểm để nhận đường truyền của Ngọc Hải rồi đánh đầu tung lưới Thái Lan. Tờ báo của Malaysia đăng tải bài viết với dòng tiêu đề Tuyển Thái Lan giành lợi thế bàn thắng sân khách. Theo trang báo của Malaysia, tuyển Việt Nam đã không tận dụng được lợi thế ở sân nhà. Có thể nói để lên ngôi vô địch, Việt Nam buộc phải đánh bại Thái Lan ở trận lượt về. Trong khi đó, thầy Park Hang-seo cũng phát biểu ngay sau trận đấu sẽ quyết đánh bại Thái Lan ở trận lượt về để giành chức vô địch. Phát biểu cuối trận, thầy Park Hang-seo cho biết tỷ số 2-2 đương nhiên là bất lợi với Việt Nam. Luật bàn thắng sân khách, Thái Lan đang chiếm lợi thế nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi từ bỏ. Chúng ta sẽ thắng trên đất Thái Lan để vô địch. Tôi nhắc lại, chúng tôi không từ bỏ. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận cuối cùng của ông trên sân Mỹ Đình. Với tôi, đây là trận đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình. Tôi muốn thắng trận này để làm món quà vui cho cổ động viên nước nhà. Nhưng chúng ta đã không đạt được kết quả này. Tôi xin lỗi vì điều này. Tuy nhiên, tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của các học trò. Họ đã không từ bỏ đến tận giây cuối cùng. Có thể nói Việt Nam đã không còn là chính mình khi gặp Thái Lan. Tuyển Việt Nam chỉ có thể tự trách mình và an ủi, dẫu sao không thua Thái Lan cũng đã là may mắn lắm rồi. Chúng ta hãy lấy là may mắn vì kết thúc lượt đi với tỷ số hòa và tâm linh một chút rằng liệu pha hỏng ăn của Ekenit ở cuối trận có phải là điềm báo chẳng lành cho người Thái. Nhưng trước hết, chúng ta cần nhìn lại những sai sót của chính mình. Đừng để trận cuối cùng của Thái Bắc cũng phải khép lại bằng lời xin lỗi. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Hẹn gặp lại quý vị ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.